và lấy đi tất cả. Em phải làm sao bây giờ? Em nói sai rồi. Có ai lấy đi được của em cái gì đâu. Người yêu của em tự mang tình cảm đem cho đó chứ. Khi có một người thứ ba xuất hiện ve vãn tán tỉnh người đàn ông của em thì đó không phải là vấn đề của em, đó là vấn đề của anh ta. Xem họ bản lĩnh đến đâu. Ngoài xã hội á, nhiều cám dỗ thật đấy. Nhưng lớn rồi, đủ để suy nghĩ, đủ để lường trước được khi mình hành động hay làm bất kỳ một điều gì đó thì cái giá phải trả nó sẽ ra sao. Mất đi người mình yêu thì buồn là lẽ đương nhiên, nhưng em hãy mạnh mẽ và đừng quỵ lụy quyến luyến những cái gì không đáng nhé. Bản thân em sinh ra xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương và trân trọng hơn. Tôm có nghe ở đâu đó một câu làm Tôm rất tâm đắc, đó chính là bất kỳ mọi lỗi lầm nào đều có thể xem xét, nhưng riêng sự phản bội thì không. Chúc em luôn an yên nhé. Trà xanh ý, thì cũng chỉ để nếm thử vài lần thôi. Đổ xăng vào má. Ấy, không phải tôi mắng các bạn đâu nha, mà đó là món ngày hôm nay tôi làm. Và cái món mà hôm nay tôi làm là cái món nước rau má đậu xanh, thức uống giải nhiệt cực đỉnh trong mùa hè. Khi nhắc đến cây rau má là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tỉnh Thanh Hóa đúng không nào? Bởi vì có câu rất là nổi tiếng luôn, ăn rau má phá đường tàu. Chả biết tại sao nhiều bạn trẻ bây giờ lại lấy câu đó ra để cười cợt và đùa giỡn. Nếu như mọi người có tìm hiểu về lịch sử thì sẽ biết rằng thời chiến, người dân xứ Thanh đã phải phá đường ray để cản trở việc vận chuyển hàng của giặc. Khi bị tay sai bắt và luận tội thì bà con mới thanh minh rằng: thưa quan, do đói quá nên con phải phá đường ray đi để lấy những hàng rau má mọc hai bên để ăn. Cả một câu chuyện ý nghĩa hào hùng đi theo một giai đoạn lịch sử đáng trân trọng như vậy mà lại cười cợt được thì có phải chúng ta đã quá là vô tâm hay không? Và mùa hè rồi, hy vọng là chúng ta hãy đốt nóng những con tim yêu thương nhau như những ánh nắng của mùa hè vậy, chứ đừng có phân biệt vùng miền nữa, ok? Lại phải rớt nước mắt vì sự khéo tay này. Hello bông du anh em. Hôm nay thì Tôm sẽ làm một món mà vừa đơn giản nhưng lại cực kỳ đưa cơm nhá. Đó chính là canh bí ninh xương. Mình sẽ xử lý phần xương trước nha. Trước khi ninh thì mình cần phải trần qua một lần nước sôi để khử hôi đã. Sau đấy mới bỏ lại vào nồi, cho gia vị đảo đều cho thấm. Rồi giờ mới xử lý đến phần bí đây này. Mọi người không biết mua rau củ quả ở đâu uy tín ý, lại nhất là trong vùng dịch, thì cứ lên Shopee Farm nhá. Giao hàng nhanh chóng, phóng ngay tận cửa phòng luôn. Quay trở lại cái khoản gọt bí, bổ bí, thái bí thì chắc là không cần phải nhắc nhiều nữa rồi đúng không? Nhà nào thì chả bổ bỏ ruột như nhau, tự căn sao cho hợp lý thôi. Giờ thì mình chỉ đợi xương chín rồi bỏ bí vào thôi. Cho bí vào mình lại tiếp tục đợi, nhưng tầm 5 phút thôi nhá. Và giờ thì giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi. Canh bí ăn vừa ngon vừa thanh mát, đủ dinh dưỡng chỉ trong một bát ô tô. Có ai thích cho gia vị nó nhạt nhạt rồi chấm với nước mắm tỏi ớt như Tôm không nhở? Mời tất cả mọi người nhé. Với cái thời tiết này thì chỉ có lúc nào cũng nghĩ là sẽ làm món nước gì để giải khát thôi mọi người ạ. Nay mình sẽ làm món trà Thái nha. Đầu tiên là mình sẽ phải làm thạch trước. Các gói bột thạch như vậy bây giờ được bán rất là nhiều, giúp chúng ta đỡ vất vả và giúp ngắn được nhiều công đoạn hơn. Một gói này sẽ pha được với tầm nửa lít nước. Đổ bột vào khuấy đều từ lúc mới bật bếp đến khi nào nó sôi thì đổ ra khay luôn đi nhá. Tiếp theo là nấu trà Thái. Trà Thái thì cực thơm luôn. Một gói nhỏ nhỏ thế này thôi có thể pha được 1,5 lít nước đó mọi người ạ. Đun cho nước nó sôi rồi thả trà vào như là pha vậy. Để trà tiết hết các chất ra thì chúng ta sẽ lọc bã cho riêng nước ra một bát. Mở sữa đặc ra và pha ngay khi nước còn nóng nhá. Đợi sau 30 phút khi thạch đã đông và nước thì cũng đã nguội thì ta sẽ bắt đầu cắt thạch ra từng miếng nhỏ vừa ăn. Lấy đá bỏ vào cốc, cho thạch và nước trà vào thôi. Vậy là xong rồi. Một cốc trà Thái thơm ngon, thanh mát, uống ngon xoắn lưỡi đây cả nhà ơi. Có ai uống không Tôm ship ngay cho nào. Nói thật là lấy lại mối tình cảm thôi đấy. Thời gian thì nó đều đóng à, ơi. Mình chưng trà này xong rồi. Ok mọi người, và ngày hôm nay mình sẽ thử thách trải nghiệm gói bánh chưng cho ngày Tết. Mình sẽ gói bánh vuông trước nhá. Xếp 3 lá so le này, đổ gạo, cho đỗ vào trải đều, đặt miếng thịt vào giữa, thêm một lượt đỗ lượt gạo nữa. Giờ là đến phần quan trọng, gấp lá bánh. Phải gấp cho làm sao thật khéo để cho vuông vắn rồi buộc lạt lại thì nó mới đẹp. Nhưng không được rồi, thành quả đầu tay của mình nhìn nó hơi bé bé. Đã thế, làm thêm cái nữa. Nhưng lần này Tôm sẽ làm bánh chưng khoanh dài, đổ đỗ vào gạo rải dọc ra, không thể thiếu miếng thịt ở giữa được. Giờ thì cuộn lại rồi buộc chặt ba lạt. Lần đầu mà gói được như thế này thì cũng ok rồi chứ còn gì nữa. Tết đến xuân sang, ai cũng được ở nhà quây quần bên gia đình. Nhưng ở ngoài kia vẫn còn những người đang căng mình ở tuyến đầu chống dịch Covid. Xin gửi đến những vị siêu anh hùng đó lời cảm ơn chân thành nhất từ Tôm. Và xuân Tân Sửu sắp đến rồi, Tôm xin chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, làm gì cũng gặp may. Tôm ơi, thử làm bánh lạt đi. Lần đầu tiên Tôm nghe thấy tên bánh lạ như vậy đấy. Vội vàng lên Google tìm hiểu thì món này có xuất xứ từ Indonesia. Mình
lại cứ tưởng đây là món truyền thống của Việt Nam cơ. Vì Tôm thấy các tỉnh miền Nam, đặc biệt là Tây Nam Bộ ăn món này rất rất là nhiều, đa số là trong đấy ăn thôi. Gần đây thì miền Bắc mới có. Nguyên liệu làm bánh này Tôm thấy khá là đơn giản đấy chứ. Bột gạo, bột năng, cốt dừa, đường và đa số là sẽ trộn cùng với bột lá dứa để làm mùi hương cũng như cho ra thành phẩm là màu xanh lá đẹp mắt. Cái mà làm Tôm ấn tượng nhất chính là cái cách mà người ta tạo ra hình thù dài dài của bánh lọt. Phải lấy những chiếc rổ hoặc là những cái thìa có lỗ, cho bột thành phẩm vào và bột sẽ lọt dần chui qua những cái lỗ nhỏ đó, rơi xuống bát nước lạnh ở dưới và thành hình lọt. Đúng là lọt thật. Bánh lọt thì đa số ăn kiểu ăn chè, lai dai đường phố. Ấy mà, nó còn làm được cả món mặn luôn. Bánh lọt xào này, bánh lọt hoành thánh này, bánh lọt sườn heo này. Có cơ hội, mình cũng sẽ thử ăn hết xem hương vị nó thế nào đấy. Ok anh em nhá. Xôi kem đê bà con ơi. Nếu nghe xôi kem thì nó là lạ đúng không? Thì kem xôi chắc là quen rồi. Món này không biết xuất xứ từ đâu, có từ bao giờ, nhưng từ khi Tôm biết nhận thức một chút là nhớ được, thi thoảng vào mỗi buổi cuối tuần là được các anh chị lớn cho đi theo ăn kem xôi, mà người bán chắc chắn sẽ nói giọng miền Nam. Hồi ấy ở huyện chỉ có một vài quán kem xôi ở những vùng trung tâm thôi, mà quán nào chủ cũng nói giọng giống y như vậy. Lúc ấy thấy giọng người ta khác mình thì thấy thú vị, thi thoảng còn nhại nhại cho vui nữa cơ. Bé xíu xíu thì đã biết gì về địa lý Việt Nam đâu, nên là cứ mạnh dạn đoán cái món này là của người miền Nam mang ra Bắc nhá. Tuy cùng là một món kem xôi, nhưng mỗi vùng mỗi kiểu. Từ ngày Tôm ra Hà Nội ăn khác hẳn ở quê Bắc Giang luôn. Thứ xôi dẻo dẻo, thơm thơm được phủ một lớp kem mát lạnh, rắc thêm ít lạc và dừa sợi, ăn thì quá là đã cái miệng luôn. À, cuối tuần này có ai cháy phố đi ăn kem xôi không ạ? Tôm sẽ mời ăn thêm cả anh bạn thân của nó là chè bưởi luôn. Những ai đam mê kem xôi chè bưởi thì comment Tôm rủ đi nhá. Ngoài đường nắng cháy thịt ra nên là phải uống soda cho lại người. Hôm nay để Tôm hóa thân thành bartender phục vụ các bạn ở đây nhá. Ai mà biết pha chế là các bạn gái mê say như điếu đổ luôn đấy. Bởi vì thường người làm pha chế sẽ rất là khéo tay này, rất là hay để ý đến nhiều chi tiết nhỏ nên rất tinh tế. Hơn nữa nói chuyện lại còn riêng và khéo miệng nữa. Có lẽ là đặc thù nghề nghiệp yêu cầu như vậy hay sao nhỉ? Mình có ông anh nhá, mấy cái lúc thất tình cứ ngày nào cũng nên quầy rượu một mình và nói chuyện với anh pha chế. Chuyện đâu mà chuyện lắm vậy, nói chuyện tâm sự như tri kỷ vậy đó. Còn mấy món pha giải khát đơn giản như này thì mình chỉ cần làm một vài quả chanh vắt lấy nước, khuấy đều cùng siro bạc hà, bỏ thật nhiều đá vào và cuối cùng là thêm nước có ga là đã xong rồi. Cứ lên trên mạng mà học thêm công thức pha thêm mấy món đơn giản đi. Hôm nào rủ crush về nhà chơi xong chỗ tài hiểu không? Biết đâu lại được nàng gật đầu đồng ý yêu thì hết mất chưa? Thách Tôm làm được thạch có hình tổ quốc Việt Nam. Video này dành cho những ai là con dân của nước Việt mà lười tìm hiểu về thông tin của chính tổ quốc ta. Mang sách bút ra mà ghi đi. Việt Nam có quốc hiệu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nằm ở cực đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, có đường biên giới giáp với Lào, Campuchia, Trung Quốc, Biển Đông và Vịnh Thái Lan, có thủ đô đặt tại thành phố Hà Nội với diện tích là 331.210 km² và hơn 97 triệu dân. Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống với nhau. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam hiện tại có hình chữ S với cực Bắc ở Lũng Cú, Hà Giang và cực Nam tại mũi Cà Mau. Nước ta có hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó hơn một nửa là ở Vịnh Bắc Bộ. Có hai quần đảo xa bờ là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Nhớ đấy nhá, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đây chỉ là những thông tin cơ bản nhất thôi, mà không nhớ được thì thật là xấu hổ. Này, quên gì thì quên, chứ đừng bao giờ quên đi dáng hình tổ quốc đấy nhá.